đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Hoài Linh tiết lộ lý do sống mẫn dật không màng đến showbiz. Nam danh hài nổi tiếng của làng giải trí Việt tiết lộ lý do thời gian qua anh vắng bóng trên truyền hình thay vì xuất hiện hầu hết trong các game show ăn khách hay phim ảnh. Sau khoảng thời gian làm việc cực lực để hoàn thành tâm nguyện xây dựng nhà thờ tổ cho anh em nghệ sĩ của nơi tụ họp, Hoài Linh chia sẻ anh muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch. Tiết lộ về cuộc sống hiện tại của Hoài Linh ở nhà thờ tổ, nam danh hài cho biết đã hơn 5 tháng chưa đi diễn trở lại và hài hước cho rằng nhan sắc đã tàn tạ, đen hơn trước vì mỗi ngày đều dành thời gian để đi cắt nhổ cỏ trong sân vườn. Mát mát thì ra cắt cỏ, nắng quá thì vô nghĩ, mùa nắng thì tưới cây rồi nhổ cỏ. Nay già há, nhưng nhìn chắc hơn chứ không bụng bụng như trước. Hình ảnh nam nghệ sĩ Hoài Linh trong thời gian sống mẫn dật không tham gia showbiz. Hoài Linh cũng chia sẻ không còn quan tâm nhiều đến thế sự showbiz. Chỉ có một vài người em thân thiết mới chia sẻ với anh về những dự án sản phẩm mới. Công việc giờ cũng không nhiều nên ít để ý. Ngay cả khi em trai là Dương Triệu Vũ ra mắt MV mới thì nam danh hài cũng không xuất hiện cùng em trai mà chỉ chia sẻ lời chúc mừng trên trang cá nhân. Sau khi xây dựng nhà thờ tổ, Hoài Linh chia sẻ anh muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, đi du lịch. Trước tin đồn hết thời nên ấy xô, chuyển sang kinh doanh bán hàng, Hoài Linh tâm sự. Tôi thấy bình thường, chuyện lên hay xuống, làm hay nghỉ không quan trọng. Tôi chỉ lo khán giả, còn thương quan tâm mình hay không. Thực ra ngay cả những đứa em quen thân nhất xung quanh tôi còn rất ít khi gặp nhau, nói chi những người xa lạ. Nên họ nói tôi ở ẩn hết thời hay sao cũng được, tôi vui vẻ bình thường. Trước tin đồn hết thời, Hoài Linh cho biết anh cũng không quan tâm mà vẫn vui vẻ bình thường sống cuộc sống của riêng mình. Hoài Linh là nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí Việt, anh được khán giả trong nước và cả khán giả kiều bào yêu mến, không chỉ bởi những tác phẩm hài mang lại tiếng cười mà còn bởi lối sống và con người hiền lành chất phác, luôn giúp đỡ anh em bạn bè đồng nghiệp. Hoài Linh được nhiều khán giả cũng như bạn bè đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách hiền lành chất phác của mình.